Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với lại clip tiếp theo của TV. Đấy, chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy sức khỏe mọi người. Như mọi người có thể thấy trên tay mình đang có một chiếc diều siêu phẩm mới anh em mình mới làm nhé các bạn nhé. Đây chiếc diều 6 dàn 1 này, đuôi đen, diều trắng. Đấy, diều này gọi là diều cái én, đuôi cả bé nha, diều to đuôi cả bé này. Đây các bạn thấy đuôi cả rất bé này. Đấy. Mới làm sau siêu phẩm này rơi khoảng tầm độ là 1m7 các anh em ạ. Đấy, mình mới hoàn thiện xong siêu phẩm lên 1m7. À, bây giờ anh em phải đi test thử xem là mức độ con này lên có cân hay không. Hôm trước làm một cái thì nó chưa sửa xong. Đấy, hôm nay test tiếp cái này nữa. Mọi người đi theo mình thả diều nhé. Các bạn có hóng đấy nhá. Đây vẫn là video của mình đang đào bể. Đấy, đang đào bể bơi bạc tỷ đô. Ai hóng video để bơi bạc tỷ đô đến xem nhá. Đây là chiếc diều của mình đây nhá. Gió đang rất to này các bạn này. Hướng gió đông nam rất chuẩn nhá. Đấy. Bây giờ đang 1 giờ chiều. Đi thả thôi. Mới tiết xong siêu phẩm này anh em ạ. Thả luôn cho nó nóng. Từ từ nhá. Căng nào. Lên nè. Cân luôn. Gió nó rất đào rất cân, mây chạy vù vù ạ các bạn ạ. Mấy ngày như này thật lâu lắm mới có được mấy ngày gió như này để hóng diều đậu. Đấy. Chỉ trông chờ mấy ngày như này để có thể gió có thể thả được diều thôi. Đấy nhá, mình giờ mình đang vẫn đang lên trao thôi. Đấy, rất cân luôn. Đấy, các bạn. Diều 6 cân nét, 6 1 đô đâu rồi, cân nét luôn các bạn. Mình lùi xuống một tí nữa, mình quay cho mọi người xem rõ nha. Đây, diều đang đói rất là đòi dây nha. Các bạn trên máy quay nghe rõ sáng diều mình không nhỉ? Đấy. Đấy, tìm dít luôn. Bọn mình đang đi thả diều nhé. Đây, diều mình kìa. Rất là căng. Đấy, thấy gì chưa? Căng lì nhá. Cái chân đi thả diều này cho quách. Hết quận này phải qua nhà bên kia. Dự tính em mình sẽ thái một hơn một cân dây diều này nhá. Cho lên đỏ hẳn luôn. Bạn nào ức thì bố kết cho ý kiến nhá. Đây. Dự tâm anh ở trời hoa mắt. Ui giời. Nó căng đi rồi. Mình đang cọc diều đây nha các bạn nha. Đây. Lên rất căng luôn này. Đấy, bây giờ mình sẽ zoom lên thật gần cho các bạn cũng xem chiếc diều của mình xa xa. Đấy, các bạn nào nhìn thấy không nhỉ? Đây. Diều trắng đuôi đen này em mình đây nhá. Đấy. Đây này. Đấy. Đây rồi. Đấy, các bạn thấy rõ diều mình chưa? Xa quá thì không chắc có thể không quay được rõ chiếc sáo của mình đang kêu như nào nhá. Do xa quá. Đấy. Chị quay thấy diều cho mọi người xem ấy. Lại đâu mất rồi. Đấy, đấy. Quay thì cả én chim các kiểu. Mình đây nha. Hôm nay mình sẽ cho chiếc diều đậu full cả trưa. Bây giờ đang trưa 1 giờ trưa nhá. Hôm nay thời tiết rất đẹp, không có nắng mấy đấy, gió rất đều rồi. Đấy các bạn thấy cảnh cây đang phẩy vào máy quay này. Đấy các bạn.
nên rất cân rất đều nhé. Mình sẽ cho chiếc diều đậu dần tối các bạn ạ. Đấy, và bây giờ là mình sẽ phải cọc diều ở đây đã. Đây, mọi người cứ ngắm nhìn video chiếc diều của mình thật kỹ càng nhé. Bạn nào ưng nhu cầu gì muốn mua diều hay các thứ thì cứ liên hệ mình nhé. Anh em mình nhận làm diều thô sơ nhé, bọn mình làm bằng tre nhờ các bạn ạ, không làm như mọi người làm carbon hay các thứ, thì mình làm bằng tre đơn giản thôi, giản dị. Ai yêu quý mình thì ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ, đăng ký kênh video cho mình nhé, để mình bao giờ có thể vươn tới giấc mơ lút bạc các thứ ấy. Rất ước mơ luôn đấy, mà không biết bao giờ mới có thể đạt được tới đấy. Bây giờ chỉ cần mọi người ủng hộ mình bằng cách là đăng ký mình thôi. Mỗi bạn xem video này thì hãy đăng ký ủng hộ mình nhé. Bây giờ phải đi về đây, nắng lắm này. Mình sẽ cọc diều đây nhá. Các bạn ơi, thì đây nhá, bây giờ đến giữa đầu buổi chiều nhá, tầm 4-5 giờ chiều nhá. Gió hôm nay rất đào nhá, diều mình vẫn đang đậu trên trời này. Đấy, mình sẽ zoom diều cho các bạn xem đây. Diều mình vẫn đang đậu từ rất xa xa đây này. Đây các anh em này. Đấy, không biết các bạn bè ở trốn phương xa yêu thích đam mê diều như mình thì không biết là diều các bạn đến đâu rồi. Diều mình thì đậu từ trưa bây giờ đến tầm 4 giờ chiều nhá, đậu ở tầm 3, được 3 tiếng rồi đấy. Đấy, hôm nay mình sẽ cho đậu từ trưa đến chiều thông đến tối luôn nhá mọi người nhá. Đấy, đấy, gió này chắc là đậu đến tối rồi. Đấy mọi người, đây. Các bạn thấy chiếc diều của mình lên có ổn không? Ổn thì like ủng hộ mình nhá. Đấy, đây là chiếc diều của mình nha. Rồi, đậu đang rất cân luôn. Xung quanh cảnh diều mình thì hôm nay thì trời đẹp ấy, xung quanh rất nhiều chiếc diều bên cạnh chiếc diều của mình thả, cho nên là diều mình nghe rõ tí sáng hơi khó mọi người. Không biết là vào mấy camera nó thì nghe rõ không, nhưng mà nếu mà nghe rõ được cái diều sáng của mình thì hơi khó. Đấy mọi người thông cảm nhá. Đấy, bây giờ mình lại đi làm tiếp đây. Giờ lúc nào mình kéo thì mình quay tiếp cho mọi người xem nhá. Đấy, diều mình sẽ để đậu đây nhá. Đấy, bạn nào bố kết diều thì cứ liên hệ mình nhá. Đấy, thì các bạn này, như các bạn thể thấy bây giờ đang là chiều tối nhá, trăng cũng đã lên rất sớm, rất tròn này. Đấy, cảnh hoàng hôn ở chỗ nhà mình thì khá đẹp đấy các bạn. Thì đây, mình bây giờ mình đã ra chỗ diều nhé. Diều mình hôm nay mình đã để đậu được cả một buổi chiều luôn đấy các mọi người. Đây, đây các bạn, đây nhá, diều mình đây nhá, đây chỗ diều mình cọc rồi các bạn này. Đây nhá, đấy, bây giờ là chiều tối rồi, 6:30-7 giờ tối rồi mọi người. Đây, thật sự với các bạn đây một điều rằng là đây giờ mình đang rất là căng lì luôn nhé. Buổi chiều hoàng hôn thì mọi người thấy hoàng hôn quê mình đẹp và yên tĩnh, và bên những chiếc diều xung quanh giờ mình không ạ? Nếu mà thấy đẹp thì cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đấy, giờ mình kiểu xa tí trên kia kìa. Đấy, rất là lên, rất cân luôn. Gió rất to, rất đều mọi người. Thì một ngày mệt mỏi, đi làm các thứ thì khá là mệt mỏi, nhưng mà đổi lại được một cái là thú vui của bọn mình bây giờ là chính là thả diều mọi người. Mình có một thú vui rất là đam mê từ nhỏ đó, như là thả diều. Hồi nhỏ thì hay bị cấm không được chơi diều, thả diều các thứ ấy. Mà lớn lên rồi thì nó lại khác ấy. Bây giờ lớn lên rồi thì mình lại được thoải mái hơn, chơi diều thả ra sức với đam mê. Diều thả sức với đam mê diều, thêm cả một cái nữa chính là đam mê YouTube mọi người ạ. Rất mong được mọi người ủng hộ mình trên kênh YouTube của mình rất nhiều nhé. Đấy, giờ mình ở đây. Bây giờ trời thì cũng rất tối rồi, chắc có lẽ là mình sẽ dừng clip thả chiếc diều M6 của mình ở đây mọi người. Thì mọi người thấy chị diều của mình thế nào, đẹp và ok không? Nếu thấy ok thì ai có nhu cầu thì liên hệ dưới bình luận của mình. Mình sẽ ghi số điện thoại Zalo cụ thể của mình nhé. Mọi người ai có nhu cầu về diều hay sáo gì thì cứ liên hệ mình nhé. Liên hệ mình để mình sẽ làm một giá hợp lý nhất để mình muốn kiếm thêm phụ giúp mẹ, với cả phụ giúp mẹ để đỡ phụ thuộc vào mẹ quá nhiều mọi người. Đây, đấy. Thì đấy các bạn ơi, thì bây giờ cũng là chiều tối đi,
cũng muộn đi, mình cũng phải về đi nấu cơm các thứ ấy. Thì chắc là mình sẽ xin phép dừng clip thả diều mình ở đây mọi người. Mọi người ai yêu quý mình ấy, thì ủng hộ mình thật nhiều, có thể kêu gọi ai đó ủng hộ đăng ký kênh mình thật nhiều nhé, giúp mình có nhiều động lực làm những video sau hay hơn. Và sau video này mình sẽ hứa hẹn có một cái video mới hát độc lạ chào đón mùa hè thật là vui vẻ mát mẻ về vlog của mình nhé. Rất mong mọi người ủng hộ video sắp tới của mình đấy mọi người. Còn video clip thả diều đậu cả ngày hôm nay của mình đến đây chắc là kết thúc rồi. Không nhiều nữa, không lên men man nữa. Một ngày đậu một chiếc diều từ buổi trưa cho đến chiều tối như này là quá là đỉnh không. Cả mình thật sự một ngày làm vui vẻ như thế, thả diều như thế vui vẻ đây cũng nhé, rất là căng này. Thôi không liên thiên nữa, mình sẽ dừng clip ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình rất nhiều, mọi người hãy like và ủng hộ mình dần nhiều, rất nhiều nhé. Đấy, không liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ dừng clip đây. Hẹn mọi người clip sau thật là vui vẻ mọi người nhé. Xin chào.